Xin chào các bạn ơi, mình là Kỳ Anh, cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh Anh Kỳ MMO nhé. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái dự án con Clam, cái dự án này nhé. Con này là con MARS các bạn nhé. Dự án này thì sẽ sử dụng đang rất là hot này, đang được sale lớn. Các bạn sẽ dán cái ví Binance Smart Chain vào đây các bạn nhé. Sau đây các bạn ấn vào Submit còn 12 giây nữa. Ở dưới này thì các bạn sẽ thấy nó link giới thiệu bạn bè nè. Sẽ nhận được 1.000 MARS cho 100 rep đầu tiên, tức là các bạn được giới thiệu 100 rep. Còn ở dưới này thì là những gọi là những cái nhiệm vụ các bạn nhé. Airdrop các bạn sẽ nhận được thêm 3.000, 3.000, 3.000 là 9.000. À 300 hả? 3.000 chứ. Là 9.000, cái này 1.000, 1.000, 1.000, 10, 11, 12.000. Dưới này là cái gì đây? À Twitter. Cái này thì các bạn chỉ cần follow thôi. Dán tên vào đây nè. Cộng đồng cũng có mười mấy ca đấy mọi người ạ. Thôi cứ cố gắng làm nhé. Copy lấy tên nè. Dán vào đây. Tiếp tục là cái gì đây? À, theo Telegram. Mình cứ Twitter với Telegram lẫn là lẫn lộn hết rồi mọi người ạ. Rồi nè, quay lại dán tên vào đây hả? Có account rồi thì đánh cần ấy thôi nhỉ. Đấy, thôi đánh tên thôi, nó đã ghi account đây rồi. À, join discount. Các bạn ấn accept. Mình ghét cái con đít cao này ghê cơ. Mọi người cứ thích cái con này nhỉ. Chat trong này nó cũng khó nhá. Nhìn loạn cả mắt nó không thấy đâu luôn này. Vào không biết đâu một lần các bạn copy lấy tên nó nhá. Dán cái tên vào đây cho mình. Ấn vào Submit. Rồi. Còn ở trên này các bạn sẽ theo dõi cái YouTube nào. Tham gia các bạn ấn đăng ký nhé. Đăng ký xong thì quay lại đây, mọi người ấn tiếp một cái này nữa là cái gì đây, đăng ký hả? À, đăng ký một kênh nữa. Bắt tôi đăng ký với nhiều vậy, hai cái này à. Cái này là cái gì cũng đăng ký. Của bọn China đấy mọi người. Không biết là ra hồn gì không mà bắt tôi đăng ký nhiều quá này. Các bạn vào kênh channel của mình. Copy lấy cái tên. Vào đây các bạn dán vào tên ở đây. Ấn vào Submit. Rồi ok, đấy thì tiếp theo là đây nó có cái số đây rồi, các bạn thì copy cái link này giới thiệu bạn bè của mình thôi nhé các bạn nhé. Thầy ví thì mình đã dán vào rồi ấy. Dán vào lúc đầu rồi cho nên các bạn yên tâm là mai kia nó sẽ gửi về cái ví của mình ở trên này nhá. Đấy, cảm ơn các bạn đã theo dõi dự án này nhé. Hôm thì các bạn ở đây để check thêm cái thông tin của nó nhé. Đấy, còn airdrop là cái này này. Project Mark nhé. Đấy. Nói chung là các bạn đọc qua qua route map các thứ của nó ấy.
Ok, thì cảm ơn các bạn đã theo dõi dự án này nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những dự án tiếp theo.